Trong không khí linh thiêng, xúc động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm trung tâm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, tri ân những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn đàm phán hội nghị Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính là nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường Chính, chiến trường Quảng Trị và đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 10.200 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến lửa đường Trường Sơn huyền thoại. Với tấm lòng thành kính, đoàn đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và tiếc thương vô hạn đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì nền độc lập tự do của dân tộc. Cũng trong chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Quảng Trị. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm bà Nguyễn Thị Thanh Chi, 84 tuổi, thương binh hạng 4/4. Bà Chi còn là con của mẹ Việt Nam anh hùng. Bà Chi có ba anh trai là liệt sĩ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm bà Nguyễn Thị Én, là đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng, vợ liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Kỉnh. Tại các gia đình đến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và mong muốn mỗi người sống vui, sống thọ, tiếp tục là tấm gương sáng, động viên con cháu góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Thủ tướng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương của tỉnh Quảng Trị tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.